Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Ngày hôm nay xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử ca sĩ KICM hay có tên thật là Nguyễn Bảo Khanh. Nguyễn Bảo Khanh sinh vào ngày 12 tháng 7 năm 1999, quê quán Sóc Trăng. Sở trường đàn organ, DJ, đàn tranh, đàn bầu và rất nhiều loại nhạc cụ khác. Ước mơ trở thành nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Với khán giả yêu mến, Nguyễn Bảo Khanh, sinh năm 1999 đến từ Sóc Trăng, không còn là cái tên xa lạ. 9X nổi tiếng nhờ khả năng chơi đàn thân sâu cùng với biệt tài mashup hàng chục ca khúc nhạc trẻ đã trở thành bản DJ chỉ bằng chiếc đàn organ. Đặc biệt, anh chàng có thể vừa bịt mắt vừa chơi đàn một cách điêu luyện. Ngoài ra, Bảo Khanh có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ khác như trống, guitar. Biệt danh Thánh đánh đàn là người hâm mộ đã dành tặng, thể hiện khả năng chơi đàn có 102 của Bảo Khanh. Được khán giả biết đến trong hình ảnh quen thuộc với khả năng chơi nhạc cực hay. Vì vậy, giây phút ngẫu hứng của chàng trai trẻ khoe giọng hát phía sau vô lăng mới đây nhanh chóng đã nhận được sự quan tâm. Theo đó, 9X Sóc Trăng vừa lái xe vừa phiêu theo ca khúc Buồn của anh cùng với Nguyễn Tấn Đạt, Đạt G. Anh chàng đã nổi tiếng với rất nhiều các khúc nhạc trẻ trên YouTube. Dù nhận được vô số lời góp ý về chuyện vừa hát vừa tham gia giao thông là không nên, song nhiều người không thể phủ nhận được giọng hát đầy nội lực của Bảo Khanh. Tối ngày 5 tháng 10, Em Gì Ơi đã ra mắt gây bão. Trước đó, bản demo Quay Cho Vui của hai giọng ca trẻ cũng thẳng tiến vào top 2 trending. Teaser MV cũng không mất quá 2 ngày để đạt được 3 triệu lượt xem trên YouTube. Con số MV trực tuyến đã đạt 462.576 số view đáng bị đứng vì số lượng người xem nên YouTube chưa cập nhật đang xem xét. Cho thấy sứ mệnh nối tiếp của 3 MV trăm triệu view Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng Gió không quá khó khăn. Đồng thời hiện Em Gì Ơi chỉ đứng sau MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng MTP với 635.000 view, Akran với Thank You Next 829.000 view và Kiss It Love của Blackpink với 979.000 view khi xem trực tuyến. Em Gì Ơi tiếp tục là một sáng tác của Rách, không khó để có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực xuyên suốt từ ca từ lẫn giai điệu của bài hát này. Về bản phối, KICM cho biết thay vì sử dụng những chất liệu nhạc cụ dân tộc đặc trưng làm nên thành công lớn ở Bạc Phận hay Sóng Gió thì lần này nam producer lựa chọn phần lớn là guitar điện và kèn. MV được quay trong 4 ngày liên tiếp tại Đà Lạt, Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. KICM và Rách với hình ảnh trẻ trung thời thượng kể về chuyện phiêu lưu đầy thú vị của hai người trẻ. Tài năng có 102 của chàng ca sĩ KICM. Nguyễn Bảo Khanh, biệt danh KICM, được khán giả yêu mến nhờ khả năng chơi nhạc thân sâu. KICM đã trở thành hiện tượng mạng sau khi biến đàn organ thành DJ, đàn tranh, đàn bầu và rất nhiều loại nhạc cụ khác. Khả năng chơi nhạc cực đỉnh, ngay cả khi bịt mắt vẫn đánh đúng giai điệu không sai nốt. Đối với Bảo Khanh, không có đàn thì không thể sống được. Mỗi ngày, Bảo Khanh đều dành 8 tiếng để chơi đàn. Thời gian đầu khi mới học organ, Bảo Khanh mê mẩn tới mức thường xuyên bỏ bữa, quên cả thời gian đang trôi. Có khi chơi đàn quá nhiều, liên tục trong thời gian dài đã khiến ngón tay của Bảo Khanh mất hết cảm giác. Một tháng trong những biệt danh khác được nhiều người biết đến là Khanh Nệ Đàn, là cái tên dân mạng đặt cho Nguyễn Bảo Khanh bởi mỗi khi Khanh livestream, đàn và mọi người đều bị đôi tay điêu luyện hút hồn. Giữa tháng 12 năm 2017, Bảo Khanh chia sẻ sẽ đổi nghệ danh thành KICM để tiến tới hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp thay vì những cái tên mà cộng đồng mạng thường nhắc tới. Về việc đổi nghệ danh mới, Nguyễn Bảo Khanh cho biết điều này là cần thiết đối với công việc hiện tại của anh chàng. Công việc chính của Khanh hiện tại liên quan đến công ty của bố mẹ nuôi với vai trò là giám đốc đại diện. Hoạt động âm nhạc là đam mê của mình nên bố mẹ cũng luôn luôn ủng hộ cho các dự án về âm nhạc mà bản thân theo đuổi. Bản thân mình cũng muốn tìm cho mình một nghệ danh phù hợp hơn và chuyên nghiệp hơn khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Nghệ danh KICM như để khẳng định lại tên tuổi chính thức và cũng là cái tên phù hợp với công ty hơn, KICM chia sẻ. Sau khi đổi nghệ danh, Bảo Khanh cũng tung ra sản phẩm âm nhạc mới mang tên Buồn Của Anh
với Master, tác giả của Túy Âm và giọng ca trẻ Đạt G. Đây là bài hát đầu tiên mà Khánh thực hiện với nghệ danh KICM. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần sau khi ra mắt, Buồn Của Anh đã vượt mặt Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng của Bảo Anh để leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc. Và sau 3 tuần ra mắt, ca khúc này cũng đã đạt hơn 44 triệu lượt nghe trên YouTube, một con số khá ấn tượng đối với một ca khúc về pop, khiến KICM và tất cả mọi người đều vui mừng và hạnh phúc. Đây chính là bước đệm đầu tiên để KICM tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp của mình với khởi đầu thuận lợi là bản hit triệu view. Tiếp nối Buồn Của Anh, KICM đã mạnh dạn thử sức tiếp với việc trình làng các bài hát Em Đã Từng. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen từ giới nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc thì KICM cũng đã nhận được nhiều góp ý về hạn chế trong sản phẩm này. Nhận thức rõ về bản thân còn yếu và còn thiếu nhiều kiến thức về nhạc lý, KICM quyết định bay sang Mỹ theo học một lớp chuyên về dạy các kỹ năng mix và master trên nhạc điện tử để học hỏi và trau dồi. Chỉ hơn một tháng sau thành công ngoài mong đợi của ca khúc Bạc Phận, tối ngày 19 tháng 5, anh chàng Rách và KICM đã cho phát hành MV tiếp theo mang tên Ca Khúc Sao Em Vô Tình. Đây là ca khúc mà nam ca sĩ tiếp tục hợp tác với Thánh Nệ Đàn cùng với chàng producer tài năng KICM. Đặc biệt, sản phẩm âm nhạc Sao Em Vô Tình còn có sự tham gia sản xuất của một cái tên khá mới mẻ đối với khán giả Việt nhưng lại là một DJ đình đám ở nước ngoài, đó chính là Liam. Vẫn như những sản phẩm trước, sự kết hợp giữa Jack và KICM đã luôn nhận được sự đông đảo chú ý từ các khán giả nghe nhạc, đặc biệt là khán giả trẻ. Hơn thế nữa, Sao Em Vô Tình còn là sự hợp tác mới lạ giữa nhà sản xuất tài năng KICM và producer người Hà Lan Liam. Nội dung của MV đã kể về câu chuyện tình thời học sinh của Jack, thế nhưng anh chàng vẫn không thể quên được người cũ đã mất. Một chàng trai khác cũng là tình địch của Rách tình cờ phát hiện ra bức ảnh chụp cùng với bạn gái cũ của anh chàng và match với cô gái mà Rách đang theo đuổi ở thời điểm hiện tại. Câu chuyện đã kết thúc bằng việc cô gái này bỏ đi, chỉ còn Rách ở lại với nỗi buồn của quá khứ lẫn hiện tại. Bài hát mới nhất. Như vậy, chỉ sau hơn 17 tiếng phát hành, đúng như kỳ vọng, MV Sóng Gió đã đánh dấu sự trở lại của làng nhạc Rách và KICM chính thức bước lên vị trí top 1 trending YouTube của Việt Nam. Không chỉ sở hữu lượt người xem đáng kinh ngạc và MV của bộ đôi đình đám, Rách và KICM còn có lượt bình luận khủng từ fan kể từ khi ra mắt. Đây là một thành tích hoàn toàn đáng tự hào và ăn mừng cho hai nghệ sĩ trẻ. Sóng Gió là sản phẩm nối tiếc chuỗi hit Hồng Nhan Bạc Phận trước đó của Rách và KICM. Ca khúc đã thu hút được sự quan tâm của khán giả ngay từ khi mới ra mắt teaser. Ca khúc đã vẫn duy trì được chất nhạc quen thuộc trong những ca khúc trước đó của bộ đôi là âm hưởng dân ca Tây Nam Bộ kết hợp với phần phối khí và rap hiện đại. Đây vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm trong cách sáng tác của Rách. Không ít ý kiến đã cho rằng Rách đang trở nên một màu trong phong cách âm nhạc. Cách hát nhanh, dính chữ đã khiến khán giả không nghe rõ ca từ cũng trở thành điểm trừ không nhỏ của tác phẩm. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người đánh giá Sóng Gió đã được đầu tư chỉn chu về mặt sáng tác và phối khí hơn hai ca khúc trước, điệp đoạn khúc được nhận xét là khá bắt tai. Top bài hát sáng tác triệu view của KICM: Buồn Của Anh, Hồng Nhan, Bạc Phận, Sao Em Vô Tình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.